nha các bạn. Nước chảy khá là xiết các bạn, cầu lan chuẩn bị ra cống nha. Không biết trớn mà lan tụt cống nha các bạn, nước chảy khá xiết nên cà lan dạ qua cống không được, đành phải tụt xuống thôi. Lần thứ hai thành công nha các bạn.
Thank you.